Bác ơi, cháu bảo này. Bác ngồi lui vào trong mái hiên kia cho nó mát. Ngồi đấy mà bán hàng bác ạ. Thôi cô à, tôi ngồi đây cũng được, không sao đâu. Không sao đâu bác ạ. Từ ngày mai bác cứ ngồi kia mà bán. Chứ trời nắng như này, bác ngồi thì ốm chết mất. Tôi cảm ơn cô tốt với tôi quá ạ. Cứ nhìn thấy bác là cháu lại nhớ đến bố mẹ cháu ở nhà. Thôi, để cháu giúp bác dọn đồ nhá. Khảo sát chuỗi cà phê của nhà hàng. Nếu mà phòng nhân sự hỏi ấy, thì cứ nói như thế nhá. Cô mua rau hay là mua giá hả cô? Con mụ già bẩn thỉu này, ai cho bà được phép ngồi đây bán hàng hả? Tôi cái gì? Cút khỏi đây nhanh lên. Cô này hay nhở. Nhìn cô rõ ràng là xinh đẹp sang chảnh, mà sao ăn nói chả ra gì đấy nhở? Tôi như thế nào không đến lượt bà nhận xét nhá. Chỗ này không phải là của cô đâu mà cô cấm tôi. Tôi bảo bà cút thì bảo cút đâu. Đây không phải là nhà cô nhá. Tôi chả việc gì tôi phải cút cả. À, đã nghèo rồi còn thích vênh mặt à? Vênh mặt này. Cô làm gì đấy? Cô của tôi. Vênh mặt. Ông cần cô làm cái gì đấy? Bà vênh, vênh mặt này. Đứng lại. Cô đúng là quá đáng. Chị Thương ạ. Cô Trang à? Tôi hỏi cô còn muốn làm quản lý của cái quán cà phê nữa không? Ai? Là ai cho phép cái con mụ già bẩn thỉu này ngồi đây bán hàng? Là tôi ạ. Là cô à? Là ôi cô trời. Sao cô lại làm thế? Không phải việc của bà nhá. Cô để một con mụ vừa bẩn thỉu vừa nhép nhuốc này ngồi đây bán hàng, khách người ta nhìn thấy, ai còn vào đây uống cà phê nữa hả? Theo như tôi thấy thì việc ai người đấy làm, khách người ta đến quán uống cà phê thì người ta vẫn vào thôi. Còn bác ấy thì khó khăn quá, lại còn ngồi phải bán hàng giữa trời nắng nữa, trong khi quán mình chỗ này thì mát mẻ, tại sao mình không giúp đỡ bác ấy chứ? À, thích giúp đỡ người khác đúng không? Được lắm, ngay ngày hôm nay lập tức nghỉ việc đi mà giúp mấy con một bàn rau này. Cô xin cô, tôi sẽ chuyển đi chỗ khác để bán. Cô đừng đuổi cô Trang nhá. Bỏ bạn tên bẩn thỉu ra. Vậy tôi sẽ quỳ cho cô vừa lòng. Xin cô đừng đuổi cô Trang. Bác ơi, cháu có thể nghỉ việc nhưng mà bác đừng làm như vậy ạ. Nhưng mà còn cô. Cô ơi, tôi giao rau cho cô ấy. À vâng. Đây, xem rau nào. Rau này ngon lắm cô. Không tươi làm đâu nhá. Thôi rồi ấy, lấy tặng cho chị ấy. Vâng ạ. Ơi, này cái này. Cô đi chỗ khác thì ta bán hàng thế à? Đi. Chị ơi, tôi mệt quá. Chị cho tôi ngồi nhờ một lát được không ạ? Mệt thì ra chỗ khác làm gì? Chết là chỗ khác mà chết. Nhớ là quán người ta. Cậu ơi, đi nhá. Cậu bị làm sao đấy? Dạ, cháu đi ship hàng. Chắc là cháu bị cảm đấy bác. Ồ, cảm thật rồi. Thôi, về chỗ nhà tôi đi. Nhà tôi ngay gần đây thôi. Tôi nấu cho bác cháo nhá. Bác ơi, bác đừng làm như thế ạ. Giám đốc, chuyện là em... Cô không cần phải kể, tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Cô là thư ký của công ty, chắc là cô biết tôi gây dựng chuỗi nhà hàng này từ hai bàn tay trắng. Mà thậm chí 7 năm trước, tôi từng là một anh chàng shipper, không có gì ở trong tay cả. Tôi được như ngày hôm nay chính là nhờ vào lòng tốt của rất nhiều người, trong đó có bác gái đây. Bác có nhờ cháu không ạ? Cháu chính là anh chàng shipper năm xưa,
bị cảm ở ngoài đường. Mà bác đưa về nhà để nấu cháo cho cháu ăn đấy ạ. Hóa ra là cậu à? Dạ vâng. Sau ngày hôm đấy, cháu có đến tìm bác, nhưng mà người ta bảo là bác chuyển đi rồi ạ. Thì ra đây là ân nhân của giám đốc ạ. Đúng vậy đấy. Cô Thương này, tôn chỉ của công ty chắc là cô không quên đúng không? Cô làm gì thì cũng phải có lý và có tình. Hành động của cô vừa rồi là không có một chút tình người nào cả. Cô hiểu không? Thật ra em làm tất cả chỉ là vì nghĩ cho công ty thôi. Cô nghĩ cho công ty à? Vậy tôi hỏi cô nhé, hành động của cô vừa rồi, nếu như có người nào quay lại mà up lên mạng xã hội ấy, thì cô nghĩ là công ty của tôi sẽ như thế nào? Chắc chắn nó sẽ bị tẩy chay. Cô hiểu không? Người mà cô cần xin lỗi không phải là tôi, mà là bác gái mà cô Trang đây. Đồng thời, từ giờ phút này, cô chính thức bị đuổi việc. Cô Trang này, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô về làm thư ký cho tôi nhé, thay cho cô Thương đây. Bác gái ạ, cháu rất muốn bác về làm cho công ty của cháu. Bộ phận nhà bếp ấy, rất nhiều công việc đấy ạ. Bác có thể về làm. À, dạ được ạ. Bác ơi. Trang này, cháu tặng bác bộ kem dưỡng da của cô Hino. Đây là viên uống làm đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý, nào là tảo xoắn spirulina, tảo lục chorela, glutathione, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ nám da, sạm da, tàn nhang giúp trắng sáng da tự nhiên. Ngày bác uống 2 viên kết hợp với bôi kem chống nắng, Quick Sunscreen giúp bảo vệ da dưới nắng mặt trời, chống lại tác hại của tia UV, còn dưỡng ẩm, tăng ẩm hồi cho da nữa. Và một lọ kem trị nám ban đêm. Bây giờ bác vào công ty làm việc rồi thì cũng phải chăm sóc da cho tự tin mất nhá. Cô cảm ơn cháu nhiều. Dạ, cháu xin phép ạ. Hôm nay cháu đưa bác đi khảo sát nhà hàng để hai người được thưởng thức những món ăn mới lạ. Thế có phải tôi là cái cớ để giám đốc đưa cô Trang đi chơi đúng không? Kìa bác. Dạ. Đúng rồi đấy bác ạ. Giám đốc đúng là có đôi mắt tinh tường, chọn và yêu đúng người. Nhờ có cô gái này, nhờ có giám đốc và nhờ có bộ sản phẩm dưỡng da trị nám của cô Hino mà tôi tìm lại được niềm vui cũng như là hạnh phúc ở cái lứa tuổi này. Dạ vâng ạ. Thôi, chào mời bác ạ. Alo, bà gọi tôi có việc gì đấy? Tôi biết, nhưng mà bà hẹn nó vào tối mai được không? Giờ tôi phải có một chuyện rất là quan trọng. Việc rất là... Ông ấy bù à? Ông đi đứng cái kiểu gì đấy? Hả? Tôi mà không nhanh ấy, là tôi tông chết ông đấy. Cậu đi ngược chiều, cậu đâm vào tôi mà lại vẫn còn to mồm. Ông ấy, ông có tin là tôi cho ông cả cái mũ bảo hiểm ở đầu không? Hả?
vả vẩn. Kích cơ mình. Mẹ ơi, hôm nay con dẫn người yêu về này. Dạ. Đây là anh Vũ, người yêu con ạ. Dạ, con chào bác ạ. Chào cháu, cháu ngồi đi cháu. Anh ngồi đi. Dạ. Nghe Kimmy nó nói mãi về cháu, hôm nay mới được gặp mặt cháu. Dạ, thế chú nhà mình đâu rồi hả cô? À, chú đang bận ký một cái hợp đồng cho nên là về muộn. À, dạ, công ty mình còn bao nhiêu hàng trăm hàng nghìn người đang chờ đợi vào chú. Làm sao chú có thể vì con mà bỏ hết công việc được ạ? À, hôm nay đến chơi con có ít quà biếu cô ạ. Cháu đến chơi là được rồi, quà cáp gì cho phiền phức thế. Đấy, thế thì làm sao được ạ? Ngại chết ạ. À, cô cứ nhận đi cho con vui ạ. Thôi, mẹ cứ nhận đi cho anh ấy vui. Nào cái gì nè? Dạ thưa cô, đây là viên uống mọc tóc Rick Hair. Sản phẩm này giúp ngăn ngừa rụng tóc từ bên trong, rất tốt cho người ở tuổi của cô đấy ạ. Thế còn cái này là cái gì? Dạ, đây là sâm tố nữ. Sản phẩm này rất tốt cho người ở tuổi tiền mãn kinh đấy ạ. Con nghe nói dùng cả hai sản phẩm này không chỉ đem lại sức khỏe cho cô mà còn đem lại sự may mắn và sự thịnh vượng nữa đấy ạ. Cháu chu đáo quá. Đúng là cái mi nhờ cô có mắt nhìn người. Con mẹ mà lại, đâu phải ai cũng dễ dàng là vào mắt xanh của con đâu. Cái này chắc là tốt lắm con nhỉ. Người yêu con mua mà lại. Ơ, bố về. Chào hai mẹ con. Sao hôm nay ông về muộn thế? Ôi, nhức hết cả đầu. Công ty có chút việc, tôi phải ở lại giải quyết nốt. Thằng Vũ nó về mất rồi. Bà cứ làm như là sao ấy. Lúc khác gặp cũng được chứ làm sao. Nhưng mà bố có hẹn với mẹ con rồi. Hôm nay bố lại cho mẹ con leo cây đấy ạ. Thì bố đền được chưa? Tôi thấy thằng Vũ nó được đấy ông ạ. Nó nhìn hiền lành, tử tế, ngoan ngoãn lắm. Mà lại còn rất là tâm lý. Nó tặng tôi chiếc he này đấy. Lại còn đây nữa ông này. Sâm tố nữ ông ạ. Có tâm lý không? Được, nhưng mà phải gặp tôi với cô Ải lại được nhá. Bố này, thế bố định dọa cho anh ấy chạy mất dép đấy ạ. Đây này, bố nhìn ảnh đây này, trông có giống diễn viên không? Ông đi đứng cái kiểu gì đấy? Hả? À, tôi mà không nhanh ấy, là tôi tông chết ông rồi đấy. Cậu đi ngược chiều, cậu đâm vào tôi mà lại vẫn còn to mồm. Cái ông ấy, ông có tin là tôi cho ông cả cái mũ bảo hiểm vào đầu không? Hả? À. Bố nhìn trông quen quen. Hai người gặp nhau rồi ạ? Không. Nhưng sáng nay bố qua đường bị cậu ta đụng vào người. Rồi quả nói là vô văn hóa lắm. Chửi bới lung tung. Nếu đúng là thằng Vũ ý, thì con phải chia tay gấp. Không thì khổ đấy con ạ. Làm gì có chuyện đấy. Hay là do bố nhìn nhầm. Chứ anh ấy hiền lắm mà bố. Ông lại lận thần rồi. Tôi thấy thằng Vũ nó ngoan, nó hiền lành, tử tế. Sao lại có thể hỗn láo như thế được? Chắc ông nhìn nhầm người rồi. Nếu thế thì tại sao mình không làm phép thử nhỉ? Thế nếu bố thử xong mà anh ấy không như bố nghĩ thì làm sao? Nếu cậu ta là một người tốt thì con gái của bố sẽ có một đám cưới lớn nhất thành phố này. Đấy là do bố hứa rồi nhá. Bố hứa. Alo, anh Vũ à? Em đến công ty bố rồi đây. Này, anh cứ đợi em ở quán trà đá cũ nhá. Rồi xong rồi em xuống. Tại bây giờ bạn em vẫn chưa đến đón. Em biết rồi. Anh cứ đợi em đi khoảng tầm 20 phút nữa em đến nơi thôi. Nhá. Vâng, em biết rồi. Thế nhá. Bye bye anh. Con gái ơi! Tí 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 tí. Ôi, trông bố giống ông đánh giày rồi đấy. Chắc chưa, chắc chưa. Chắc.
Nhưng mà từ từ, bố phải đổi ngay cho con đôi dép Lào đi thì nó mới ra. Rồi, tông Lào có ngay, bố sẽ có. Từ từ. Đây, con chuẩn bị cho bố bộ đồ nghề đây. Ui dồi ôi, con gái bố chu đáo quá. Ui dồi ôi, cái này mà bố đánh giày thì thôi rồi. Cái gì thì nó cũng phải đúng. Đúng, phải chuẩn. Được rồi. Thế bố thử diễn thử nhá. Con chấm cho bố xem nhá, diễn thử nhá. Anh ơi, anh đánh giày không? Đánh luôn! Ôi trời ơi, quá xuất sắc. Nhưng mà bố vẫn phải thay cho con đôi dép Lào được nhá. Được ngay, bố sẽ ra kia mượn luôn quả dép Lào nhá, được chưa? Được! Mượn ngay cậu nhân viên bố vừa tia rồi. Bố đi nhá. Bố. Phải thành công đúng không? Alo, em biết rồi, khoảng tầm 15 phút nữa em đến. Tại bây giờ đường tắc quá. Thế nhá, anh cứ ngồi đợi em ở đấy nhá. Em biết rồi, bye bye anh. Sao em bảo em chờ anh ở hàng trà đá, sao em đi lâu ấy? Khổ quá, nhanh lên nhá. Cả mình còn điên. Anh đánh giày không anh? Thôi khỏi, đi đây. Này, nói đi là đi luôn à? Bao tiền? 10k anh ạ. À? Thôi khỏi. Nhìn cái đôi dép bẩn thỉu đi kia, ai dám đi hả? Ôi chân chết được. Alo. Mày làm như là tao trúng viện lót không bằng đấy. Có chuyện gì? Thì để được làm con rể chủ tịch ấy thì bận một tí cũng có làm sao đâu, đúng không? Được rồi. Sau này giàu nhớ đừng có quên bạn đấy nhá. Ok luôn nhá. Ông già kìa, đánh nhanh lên. Xong rồi đấy anh ạ. Xong ngay đấy mà. Xong rồi anh ạ. Này, ông muốn biết đánh giày không ấy? Sao ông đánh kiểu gì mà toàn đất với cả cát trên giày tôi này? Tôi là dân chuyên nghiệp mà, đảm bảo anh nhìn bóng như này mà bảo là đánh gãy đi. Toàn chuyện bực mình. Ông này, đánh đi, ông nhìn cái gì? Đây này, tôi đang đánh đấy. Cái gì? Không đến được á? Bố cứ điên gì nữa, bắt hết cả công việc. Thực kích cơ mình. Xong rồi anh ơi. Đấy, anh thấy không? Chuyên nghiệp không? Như mới luôn. Anh cho xin 10.000. Cái ông già đuôi kia. Ông làm xước giày của tôi rồi đây này. Tôi có nhìn thấy gì đâu ạ? Đây này, xước ở đây này, ông không nhìn thấy à? Hả? À, mặt ông đuôi à? Xin lỗi anh, tôi nhỡ tay. Đã già rồi lại còn đuôi. Nhớ tay gì mà nhớ tay hả? Ông ngồi đấy nhìn cái gì? Ông có biết là đôi giày này của tôi đắt lắm không hả? Tôi xin anh, anh tha cho tôi. Tôi xin anh, ông bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra kê chết đi được kê. Tôi không nói nhiều, không cần biết ông là ai nhá. Ông bỏ 10 triệu ra đây đền cho tôi thì tôi cho ông đi, được chưa? 10 triệu á? Cứ mà bán mạng tôi đi cũng không đủ. Anh xem có cách gì giúp tôi với. Cách gì mà đen đùi thế này? Anh ơi, tôi cần này tiền.
anh cầm giúp, tha cho tôi anh nhé. Tôi trẻ con với ông ấy à? À? Anh xem có cách gì giúp tôi với tha cho tôi. Cách à? À, có đấy. Bây giờ nhá, ông quỳ xuống liếm bằng sạch cái đôi giày này cho tôi nhá. Không thì đừng hòng mà về, nghe chưa? Sao? Thích liếm hay thích đền tiền? Hả? À, liếm! Ông thích liếm hay thích đền tiền? Hả? À, liếm đi! Đứng lên! Dừng lại! Anh làm gì đấy? Em đến lúc nào ấy? Từ lúc nào à? Từ lúc mà đủ để nghe anh nói hết đấy. Giới thiệu với anh, đây là bố của tôi. Bố em là chủ tịch tập đoàn Ham Group. Sao lại có thể là cái thằng đánh giày này được? Tôi có thể giả ăn xin hay một gã đánh giày để thử lòng ai đó nếu cần. Chú, cháu ơi, đúng là có mắt như mù chú ạ. Mi, em cho anh xin cơ hội đi. Cơ hội ạ? À? Nếu mà không có vở kịch ngày hôm nay thì tôi không biết được là anh ấy là một người hống hách ấy, coi thường người khác đến vậy đâu. Cậu có nhớ chuyện ngày hôm qua không? Ngày hôm qua... Không lẽ chú là... Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Về nhà thôi con. Đời này hết đàn ông cũng không bao giờ chấp nhận lấy một thằng như nó. Đi... Em cho anh cơ hội đi mà. Cơ hội à? Cơ hội có nhiều đấy, nhưng nó không dành cho loại người như anh. Chia tay đi. Tôi là người rất rõ ràng, sai đâu thì sửa đấy. Cậu cầm đấy.